Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Lần đầu tiên để cho Thuật Thể Thao xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Chúc cho tất cả mọi người có một ngày làm việc cuối cùng trước khi chúng ta bước vào một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán âm lịch của chúng ta để mà đón năm mới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Asian Cup ngày hôm nay. À ngày mùng 7 tháng 2 thì sẽ diễn ra trận đấu còn lại của trận bán kết 2 của Asian Cup đó chính là màn so tài của Iran với Qatar. Và trước khi đến với cái nhận định cụ thể ở trận đấu ngày hôm nay thì quý vị và các bạn có thể ủng hộ thể thao bằng cách bấm like video và đưa ra dự đoán tỷ số của mình phía dưới phần bình luận. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. À, thưa quý vị và các bạn theo lịch thi đấu và trực tiếp Asian Cup ngày hôm nay thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như là châu Á sẽ hướng cái sự chú ý của mình tới trận bán kết 2 đó là màn so tài của Iran với Qatar vào lúc 22 giờ tối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. À, như chúng ta đã biết trong trận đấu ngày hôm qua à, thì Jordan đã đối đầu với Hàn Quốc. Đây là trận đấu mà có thể nói rằng là Jordan đã chơi rất là hay đúng không ạ? Jordan đã chơi rất là hay và họ đã phong tỏa được những cái à, lối đá tấn công và cũng như cái đợt lên bóng của Hàn Quốc để rồi mà tạo ra một cái thế trận có thể nói rằng là cực kỳ ấn tượng trước À, trước đội bóng xứ sở kim chi và nếu như ở trận đấu ngày hôm qua nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn bên phía um, hàn quốc ấy thì đội bóng này có lẽ là thua đậm hơn cơ chứ không phải là chỉ thua với tỷ số là 0-2 đâu bởi vì thủ môn của hàn quốc cũng đã có những cái pha bóng có thể nói rằng là um, cứu thua rất là ấn tượng để giúp cho hàn quốc chỉ thua có hai quả thôi thực sự mà nói ở trận đấu ngày hôm qua là cái trận đấu mà jordan đã chơi hay nhất từ đầu giải tới giờ họ đá hay hơn tất cả những trận đấu còn lại hiệp 1 là hiệp đấu mà Jordan ngay ở trong 15 phút thi đấu đầu tiên Jordan tự tin chơi tấn công trước trước Hàn Quốc sau đó thì họ đã sang hiệp thi đấu thứ hai họ chơi phòng ngự phản công và chờ cho Hàn Quốc mắc sai lầm sau đó tung cái đòn trừng phạt và Jordan đã đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 2-0 để mà lần đầu tiên họ đánh bại đội bóng này đấy lần đầu tiên họ đánh bại được Hàn Quốc trong lịch sử đấy và đây cũng là lần đầu tiên mà Jordan giành vé vào chơi ở một trận chung kết Asian Cup 2000 À, trong một trận chung kết Asian Cup và cái đối thủ của Jordan trong trận à, à, đấu diễn ra vào trận chung kết chính là cái đội thắng ở trận đấu giữa Iran với Qatar diễn ra vào, vào tối nay. Thì trong cái lịch sử đối đầu của Iran với Qatar thì Iran là đội bóng mà có cái thành tích đối đầu nó ấn tượng hơn hẳn so với Qatar. Trong 21 lần so tài trong quá khứ thì Iran đã có tới 14 chiến thắng và chỉ hòa 4 trận và thua có 3 trận thôi Ghi được 33 bàn thắng và để lọt lưới 15 bàn Thì cái giá trị đội hình của Iran Khi mà so sánh với Qatar cũng gấp gần 4 lần Gần 4 lần so với Qatar Iran là 51,58 triệu euro Còn của Qatar là sấp chỉ 16 triệu euro Và điều đáng nói là Trong đội hình của Iran thì có 14 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài Còn Qatar thì tất cả đều chơi bóng ở trong nước tất nhiên thì cái số liệu về cầu thủ chơi bóng nước ngoài hay trong nước nó không ảnh hưởng quá nhiều đâu vì cái sức mạnh của các đội bóng như là uae này như là qatar hay là saudi arabia thì đều là những đội bóng mà cầu thủ chơi bóng trong nước nhưng họ đá rất là tốt thì qatar hiện tại đang là nhà đương kim vô địch ở asian cup bước vào cái trận đấu này thì nếu như xét về mặt lực lượng về chất lượng chuyên môn và về phong độ của các đội bóng ấy thì iran là đội bóng được đánh giá cao hơn qatar vì iran thi đấu rất là ổn định họ đã đánh bại Nhật Bản một cách rất là thuyết phục để mà giành vé ở vòng bán kết và trước đó họ cũng có những trận đấu rất là ấn tượng từ vòng bảng vòng 1/8 tới vòng tứ kết thì Iran đều thể hiện được một cái lối đá rất là đỉnh đạc, khoa học và hiệu quả của mình. Với sự trở lại của Taremi cộng với Amon ở trận đấu này thì hàng công của Iran thực sự là một cái họng pháo quá là 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 mạnh và đây là một cái bài toán không hề dễ cho hàng thủ của Qatar đâu. À, Qatar không phải là đội bóng mà chơi thủ tốt à, họ lấy công bù thủ cho nên đây là trận đấu khi mà gặp iran thì nếu như cái hàng công của qatar mà không thể tạo ra được cái sức ép lớn à, lấy khỏa lấp được cái điểm yếu ở nơi phòng ngự thì sẽ là rất khó tất nhiên để mà chơi tấn công được với iran thì quá khó bởi vì ngay cả như nhật bản hay hàn quốc gặp iran thì cũng không thể đè iran ra thích đá như nào đá được vì iran là đội bóng rất mạnh là là đội bóng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ở Asian Cup hôm nay sau khi mà Hàn Quốc và 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 Nhật Bản bị loại thì Iran đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch và nếu như đánh bại được Qatar thì họ vào gặp Jordan thì cái cửa vô địch nó sẽ vẫn sáng sáng nhất. Tất nhiên thì Jordan đang chơi rất là hưng phấn, chưa biết điều gì sẽ xảy ra đâu. Nhưng mà về ở trận đấu này thì Iran được đánh giá cao hơn về về mặt chuyên môn. Nhưng ở cái khía cạnh còn lại, ở cái khía cạnh còn lại đó là uh, Qatar lại có cái lợi thế sân nhà. Đấy, cái lợi thế sân nhà nó là một cái cái lợi thế mà sẽ giúp cho cho qatar rất là nhiều và cái khán giả của vũ cho qatar sẽ là cái niềm cái cái niềm cảm hứng để cho cầu thủ qatar chơi bóng tuy nhiên thì có một cái điểm yếu của qatar đó là họ phụ thuộc rất lớn vào um, afif cũng như là cầu thủ uh, ali trên hàng công hai cái cầu thủ tấn công này là hai cái cầu thủ trụ cột của của Qatar và nếu như hai cầu thủ này mà không tỏa sáng thì ngay lập tức Qatar gặp vấn đề đấy còn bên phía bên phía ra nếu như Amon không thể tỏa sáng thì Tam Remy có thể đọng sắm vai trò như vậy à, nói chung là nếu như để đánh giá về về lối chơi tập thể về chất lượng nhân sự về cả yếu tố cá nhân thì mình vẫn đánh giá là Iran đội bóng cao hơn và cái cơ hội để mà Iran giành thắng ở trận đấu này là là cao hơn rất là nhiều À, nhưng như mình đã nói cái yếu tố sân nhà nó sẽ là một cái yếu tố nó có thể ảnh hưởng tới cái tâm lý thi đấu của Iran bởi vì khi mà đội chủ nhà thi đấu thì cái áp lực từ khán đài nó sẽ cực kỳ lớn bởi vì um, sân đông khán giả đúng không ạ và những khán giả như vậy không? cổ vũ cho đội chủ nhà sẽ tạo ra một cái áp lực rất lớn từ từ trên khán đài cho nên nếu như các cầu thủ Iran mà không vững cái tâm lý thì sẽ bị ảnh hưởng tất nhiên ở trận đấu này Iran được đánh giá cao hơn nhưng không có nghĩa là Iran có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng bởi vì trên thực tế thì những đại diện tây á họ hiểu nhau lắm họ đá với nhau nhiều lần nên họ rất hiểu nhau ví dụ như trường hợp của việt nam gặp thái lan hay gặp indonesia hay gặp malaysia hay gặp myanmar thì hiểu nhau rất là nhiều Cho nên là cái cái cơ hội để mà giành chiến thắng dù được đánh giá cao hơn thật nhưng mà vẫn có những cái biến số và và cái yếu tố bất ngờ có thể xảy ra nhưng ở giải đấu hôm nay thì rất nhiều những đội bóng mà bị đánh giá thấp hơn là giành được kết quả tốt đấy tajikistan ai nghĩ là đánh bại được uae đâu đúng không ạ um, Jordan ai nghĩ đánh bại được Iraq Ai nghĩ Jordan đánh bại được Hàn Quốc Nhưng mà cái bất ngờ vẫn xảy ra Và nếu như Iran mà chơi tốt Thì không sao Chơi tốt như cách mà họ thắng Nhật Bản Thì không sao Nhưng nếu Iran mà chỉ cần mắc sai lầm thôi Mà để cho Qatar ghi bàn trước Thì đội bóng này hoàn toàn có thể ôm hận mà Đúng không ạ? sẽ rất khó để mà nói trước được bởi vì trong một cái trận đấu loại trực tiếp và những trận cầu đỉnh cao như thế này thì chỉ cần một sai lầm dù là nhỏ nhất thôi cũng có thể khiến đội bóng phải trả giá như cách mà Hàn Quốc ấy. hôm qua chỉ cần một đường truyền bất cẩn về cái thôi là để cho rõ ghi bàn trước cái là vỡ hết kế hoạch cho nên là phải dâng cao hình tấn công và và khi mà đội hình dâng cao như vậy rồi mà lại không ghi được bàn thì rất dễ bị dính đoàn phản công thì thực sự mà nói thì Qatar họ có những cầu thủ ở trên hàng công là cũng rất là nhạy bén đấy, đấy cho nên là nếu như mà không phòng ngự tốt là cũng gây go chứ là hàng thủ của iran không phải là quá là xuất sắc đâu vẫn có những cái điểm yếu và để cho đối thủ khai thác được vì vậy đây là trận đấu mà mình nghĩ rằng cái chất lượng chuyên môn sẽ cao nhưng mà cái yếu tố chiến thuật sẽ rất nặng hai đội sẽ, sẽ chơi chặt chẽ giống như cách mà hàn quốc với giọng đoàn chơi nhưng mà nếu như để mà đánh giá thì trận đấu này mình nghĩ rằng hai đội hoàn toàn có thể lôi nhau vào hiệp phụ và nếu như để chọn ra một đội giành chiến thắng về mặt chuyên môn mà đánh giá thì mình sẽ chọn Iran. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận và quý vị nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube Thổ Thể Thao để ủng hộ Thuổi Thể Thao ra những video chất lượng hơn trong thời gian tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.